Sáng nay, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ cam và các sản phẩm nông nghiệp công nghiệp năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Sự hội nghị tại điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, có 33 hợp tác xã nhà vườn mở gian hàng trưng bày các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp của tỉnh Hưng Yên như nhãn lồng, vải trứng, chuối tiêu hồng, mật ong và cam Hưng Yên. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh Hưng Yên sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thương nhân thu hoạch, chế biến, lưu thông và tiêu thụ cam, các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp. Sản phẩm nông sản của Hưng Yên thì vốn dĩ vẫn có tiếng trên thị trường. Các cái sở ngành có liên quan của Hưng Yên thì cũng đã rất là chú trọng và hết sức tạo điều kiện về việc xúc tiến, về việc thúc đẩy. Thế rồi về phía bên nông nghiệp thì là vùng trồng, rồi là các cái thuốc, rồi cái phương pháp để quản lý chất lượng sản phẩm và loại trừ các cái chất độc hại. Với hội nghị này thì tạo điều kiện cho các nhà vườn giới thiệu sản phẩm để người tiêu dùng được tiếp cận nhanh nhất về chất lượng sản phẩm của cam Hưng Yên. Trong ngày hôm nay đã nhận được một số đơn đặt hàng của khách hàng. Hội nghị kết nối cung cầu kết nối tiêu thụ cam và các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tỉnh Hưng Yên thu hút sự tham gia của 150 doanh nghiệp trên cả nước. Các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm xúc tiến thương mại, các giải pháp lưu thông hàng hóa, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, đồng thời ký kết ghi nhớ tiêu thụ cam, các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp. Nhiều doanh nghiệp cho biết sẽ có những chính sách hỗ trợ nông dân, các hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm. Đối với lại các cái mặt hàng tươi sống, cụ thể như là cam chẳng hạn của Hưng Yên, hay là vải hay nhãn lồng chẳng hạn, Lazada cũng đã phối hợp với Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để có thể hỗ trợ đưa các cái doanh nghiệp lên sàn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có những cái hoạt động hỗ trợ như là tổ chức các cái khóa tập huấn về nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như là các cái hợp tác xã và các hộ kinh doanh. Cam và sản phẩm nông nghiệp công nghiệp Hưng Yên đang dần khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị, ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, các hợp tác xã, các nhà vườn cần chú trọng hơn nữa đến khâu thu hoạch, đóng gói và bảo quản.